Bạn theo mình làm hành là nhiều việc lắm nha. Hôm nay là mình phải làm rất là nhiều việc. Ly cắt cái này Ly làm gì không các bạn? Là Quỳnh Thắng nè. Chủ nhật này mình có khách đó. Mình cũng cắt cái này nha các bạn. Làm chả giò cũng phải cắt luôn. Mình bào gì nó nhanh hơn. Thì đó, mua bịch rác qua mình hỏi. Tại sao em kia lại khác rồi? Không có mùi đậu nành đâu. Đậu nành có không? Có gì đâu kia gì? Kêu nó chi? Kêu nó chi?
gelatin các bạn làm cái gì không, cái gì mà tàu hủ nước đường á, đường á, bi nó thèm rồi đậu đậu nộ hủ nữa, gelatin mình ngâm nước nha. Mình làm nhiều, mình làm 4 bịch luôn. Sau đó mình đổ nước vô mình ngâm. Cái để về ngâm đi. Okay. Giờ mình làm bánh cuốn nha các bạn. Cái bột bánh cuốn đặc sản mà mình phải pha chung với bột gạo nữa nha. Chứ ăn như vậy thì không có ok. Theo khẩu vị mình thì cũng ok nha. Tùy theo khẩu vị mỗi người ha. Số đó mà số 6, mẹ thấy con ho quá chừng luôn. Ông Bảo, anh Bảo nè. Bộ ồn ào anh Bảo để em Bảo học. Bảo, anh Bảo để con đó. Trong cái phần bột này ly cái muối nha các bạn. Cho bột đi đừng có lạc. Dù ăn mình sẽ để sao ha. Mình cẩn thận đổ vào đây 2 lít nước nha các bạn. Để đó đi rồi ngồi tiếp. Bột nó còn nở ra mình để bột nghỉ. Đậu nành nó sôi rồi các bạn. Rồi mình để gelatin vào nha các bạn. Nãy mình ngâm á. Mình đổ vào. Mình vớt cái bọt này ra nha các bạn. Rồi mình để yên ở đó. Vậy là xong. Sau khi xong thì các bạn cứ để đó cho nó nguội rồi mình để vô tủ lạnh nha. Cái nồi sữa đậu nành của mình nè các bạn. Nãy không có quay. Mình á, thường thường cái loại bạch bột này là các bạn mình phải thêm bột gạo nha. Sáu muỗng bột gạo nữa. Khổ gì ở nhà mình. Phải cho tan nè. Cái này bột này nó dễ, bột gạo dễ. Nó đóng đóng cục cục cho chứ hồi nó tan như nước á. Để trưa mình nó chia. Mình thêm miếng dầu luôn để vừa. Để vô ăn lên.
một muỗng canh. Cái này là một hồi mình thêm nước nha các bạn, chứ không phải là để dày là ok đâu, không phải 2 lít nước hạ bịch đâu nha. Muối hồi nãy mình con mình để vô rồi các bạn. Tại lúc trước mình đã có hướng dẫn ha. Mình cắt chanh mình nặng vô. Giấm. Cắt chanh mình để nó héo. Đang làm nồi đậu hũ nữa các bạn, giờ nó sôi nè. Nó chuyển qua. Sôi chút là mình làm cái này mình đổ vô. Đi lau sạch cái này nha các bạn, phải rửa thật là sạch nha, đừng ly mới để cái rổ vào. Cái này mình đựng muối rồi các bạn, mình đổ nước nóng vào trước đi. Khuấy cho tan. Rồi cái mình, cái kia sôi được mấy phút rồi, rồi mình hãy làm cái này nha. Rồi mình để giấm vào. Giấm với chanh vào. Ok. Đang sôi. Xong sôi cái mình đổ cái hỗn hợp đó vào nha các bạn, đổ phần nửa thôi nha. Ok, vậy lên rồi tắt bếp. Mình tắt bếp và mình đậy nắp lại nha. Cái này 10 phút sau là mình mới dỡ nắp, mình đổ tiếp nha các bạn. Bây giờ đi lau bàn thờ một cái. Mình dỡ nắp ra nha các bạn. Nó hơi đóng mảng rồi nè. Bây giờ mình đổ tiếp cái phần này vô. Có đóng rồi. Từ từ nó kết tủa các bạn. Ok. Rồi để đây hòm lấy. Mình sẽ trải cái khăn các bạn. Khăn sơn. Bây giờ mình xong ha, giờ mình qua bên kia. Này nó cắt tủa nè. Nó còn chưa hết, mình quậy một hơi hết rồi. Con trai. Con quá. Ủa, Bi mặc vậy hả? Không sợ lạnh đó ta? Hả? Bi mặc vậy không sợ lạnh hả? Cô Phượng sống chưa? Mẫu quá. Đi ngoài chơi. Mẫu quá con. Đi. Chơi chưa? Để mẹ quay cái cho nè. Đó, nó tủa nghe phàn giờ đổ ra nha. Giờ ra quay con gái. Trời ơi, cô thấy lạnh đó. Không lạnh đâu.
Rồi tôi nói rồi. Đây nè, lấy nhí. Vậy. Ôi trời, trời ơi. Tí cỡ tệ luôn á. Trời ơi, nay bị dính rồi. Bị sốc một chút. Này, sốc một chút nay tệ quá nè. Mình đổ vô. Các bạn thấy không ta? Mất cái nồi rồi, không thấy. Mình đổ vô như vậy nè. Không có chỗ để luôn các bạn. Đó, sau khi vậy xong ha. Trước mình để cái này đúng quá. Rồi để lại, mình xả nước lên. Ok, vậy xong khoảng 10 phút nha các bạn, 10-15 phút nha. Rồi mình lấy ra. Mình giả cái này bỏ ra. Đẹp chưa? Lấy bỏ. Ok. Giờ mình để dày cho tới khi nguội nha. Chứ giờ nóng lắm. Các bạn nhìn thấy ngon không? Ok. Chừng ngon nè. Nhìn này, ngon hay là ngon? Thank you.
mày rửa giá nữa, cái rau quế nữa. Xong uống cà phê vui không Phượng? À, chỗ đó sẽ sáng đông lắm ha, cái bãi ngồi đẹp quá. Nhưng mà cái view nó đẹp. À, Phượng ăn nhiều ít vậy ta? Bánh cuốn. Phượng ngon Phượng. Bay ngon bay. Dạ ngon cảm ơn. Cảm ơn con. Mời Sê Lê. Quay. Quên quay các bạn ơi, quên quay cả nhà ơi. Tại vì ăn xong rồi bắt đầu mới lên ra tới. Gái. Có biết gì đâu ngon. Phượng uống ba lay à? Phượng uống ba lay à? Ủa có trong đó có sữa hả Phượng? Ủa uống coca hả? Dạ. Ăn mắm. À ba với bia uống bia hả? Có đúng không? Ba, dạ, ba uống kỳ quá, uống bia mà bỏ ba đá. Ủa vậy sao ba nói uống ba lay gì đâu? Kìa. Dạ. Mày uống uống thôi. Bi không uống hả con? Không uống gì hết. Mày cách nhà con ăn cái ly nha. Cảm ơn bà. À quên lấy chả ha. Giống như giống Việt Nam mình ngồi cái lát nào hết cái lát đó thôi không? Không em nghĩ đơn vị là giống như là cái nhà hàng về đồ ăn đó, mình chơi cái quán nó bán giống mình ở bên này. Mà hình như sát nhà thờ thì lại không ai ngồi không? Có cái quán sát nhà thờ. Đúng rồi. Lớn lắm, thấy nó bày ghế nhiều không? Mà người ta thích cái không gian bên kia nó rộng lớn. Hình như bên kia là cái chợ phải không? Đúng rồi, chợ. Ừ. Thế nên có cái tiệm bánh ngon này đi mua. Uh-huh. Mình chưa khám phá vòng vòng đó gì đâu. Còn ngựa qua đêm cho Bảo xuống. Ba mở cho con ba. Nhưng phơi ngựa. Ba có đồ mở ba. Chị mà. Chị mà. Chị mà. Chị mà. Chị mà. Làm nước mắm ngon, cái ăn cái này ngon là ngon ha. Xui được chị. Hôm nay thử uống thử đi. Không, cái bia này đang uống thử bia này ngon lắm. Tụi gen trẻ ở đây là uống thì không Desperados. Kêu Desperados. À, có uống bia. Bà lấy chanh đi ba. Thôi đâu mà con. Dạ, cũng này nó cũng không lạnh nữa. Thôi, không khỏi. Thôi, không để vô ấy không? Chị vô đá uống vậy. Để cho tụi nó mót xin. Rồi hết, không có uống như vậy. Bia mà ba đi qua bên đó đá. À. Còn gì đó. Bia mà ba đi qua bên đó. Ủa, chị làm đùa xuyên. Đồ ăn như sao? Sao đồ này là liêu chai. Thì được một chai em về phải lau rửa cho nó sạch các tủ lạnh. Ai là ngon.